Trong thế giới của Ryuki, mỗi người sẽ liên kết với một quái vật gương để có sức mạnh của chúng, và cùng với đó là sự thay đổi về tấm card deck như chúng ta đã chứng kiến của Kodo Ryuki. Nó sẽ chuyển hóa màu sắc cũng như có được những hình dạng biểu tượng liên quan tới Macro Monster mà họ ký khế ước. Và chúng cũng sẽ ban cho họ những đặc trưng về vũ khí, chiêu tất sát và triệu gọi lên chúng để tấn công. Và điều đặc biệt hơn cả, Rider sẽ có những lá bài chủ chốt của họ để lật ngược thế cờ. Do là những lá bài đặc biệt nên chỉ có một số Rider có được những lá bài này, và những Rider không có những lá bài đặc biệt then chốt đó, mình sẽ đánh giá tổng quan về bộ bài của họ, xem ai là người có con át chủ bài trong thế giới của những Advent Card nào. Clip này chỉ đánh giá về tổng quan bộ bài của những Kamen Rider trong thế giới Ryuki, nên Ryuga cũng như là Ryuki mình sẽ đánh giá họ chung một hạng. Cả hai Rider này đều sử dụng hai bộ bài tương tự nhau. Vị trí thứ 12 sẽ thuộc về Kurosiso, một kẻ chẳng có bất kỳ điều gì đặc biệt trong bộ bài của mình. Hai lá bài chiến đấu chủ chốt của hắn là Striven lẫn Garven đều không có quá nhiều điều đặc biệt. Khi càng cua thậm chí còn chẳng dùng để kẹp mà là dùng để tấn công trực diện. Còn Garven thì là một chiếc khiên nhỏ, chỉ đỡ được một số đòn. Ưu thế nhất của chiếc Garven này cũng có thể coi nó là chủ lực của Color Seesaw, vì nó trang bị được trên cánh tay trái của hắn ta mà không cần phải cầm trực tiếp nó, khá thuận tiện cho việc chiến đấu nếu so với những tấm khiên của những Rider khác, cũng như tấm khiên của Ryuki có thể mắc vào vai của anh, nhưng việc đỡ đòn tấn công thì không thể nào thuận tiện bằng việc trực tiếp gắn lên tay như Color Seesaw. Những Coverer về sau ngày càng có thêm nhiều lá bài để lật ngược thế cờ khi đối mặt với những Micro Monster cũng như những tên Rider khác trong trận chiến sống còn này. Nhưng chỉ riêng Color Emperor, có lẽ hắn ta là kẻ xuất hiện cũng gần như là cuối cùng trong series chính của Ryuki, nên bộ bài của hắn hết sức đơn giản, thậm chí nó còn ít hơn những lá bài mà Color Seesaw xuất hiện chỉ để làm nền ở đầu phim. Đó là chỉ có duy nhất một tấm card chiến đấu là Spin Van. Nó cũng chỉ đơn thuần là một cặp sừng linh dương để tấn công kẻ thù, nó còn không xoáy để tạo thành mũ khoan được. Điểm đặc sắc nhất của Color này có lẽ lại đến từ tấm card triệu hồi quái thú của hắn, khi hắn ta có thể triệu hồi một bầy linh dương và điều khiển chúng để tấn công kẻ thù, thậm chí là tấn công ở phạm vi cực kỳ xa và để chúng hoạt động những Micro Monster đơn lẻ tấn công những mục tiêu mà hắn ta nhắm tới. Và đây cũng là điểm mạnh nhất trong bộ bài của Kamen Rider Emperor. Vị trí thứ 10 sẽ gọi tên Susven của Kamen Rider Zoda. Mặc dù với tất cả những vũ khí của mình, anh ấy làm nên một Rider tầm xa cực kỳ nguy hiểm với những khẩu pháo chứ không đơn thuần chỉ là súng nữa, vì súng là vũ khí cơ bản để sử dụng những lá bài của anh ấy. Sudven mình nói tới là cả hai dạng, là dạng pháo trên vai cũng như dạng pháo cầm tay. Cả hai bọn chúng đều có sức công phá hủy diệt và dạng pháo vai sẽ giúp anh ấy cơ động hơn đôi phần, nhưng cả hai đều có tốc độ ra đạn cực kỳ lâu và biến Zoda trở thành một Rider quá một màu khi anh chuyên tấn công tầm xa. Anh ấy cũng có một Striven nhưng ít khi sử dụng trong series chính. Nó vẫn thiên về tấn công từ xa khi có một nòng súng trên phần đầu của Striven. Và điểm yếu lớn nhất của Zoda cũng thể hiện rõ trong toàn bộ series, anh ấy tấn công quá chậm chạp cũng như tấn công từ phạm vi xa. Khi bị kẻ thù phát hiện vị trí đứng của mình, anh ấy dễ dàng bị kẻ thù tấn công cũng như áp đảo và đánh văng vũ khí ra khỏi tay của mình. Chương 9 hoàn toàn xứng đáng khi gọi tên Striven của Kamen Rider Ryuga lẫn Ryuki. Đây là Striven mạnh nhất trong tất cả những card deck của những Rider khác. Tạo hình là chiếc đầu rồng, biểu tượng Micro Monster của Ryuki và Ryuga. Đòn tấn công không đơn thuần chỉ là nhả lửa ra từ chiếc đầu rồng này gắn vào tay phải của anh. Nó còn triệu hồi 9 Micro Monster để tấn công cùng, tạo nên một đòn tấn công với sát thương cực lớn. Đây là một đòn Striven nhưng lại có uy lực ngang ngửa với việc triệu hồi một Micro Monster tấn công, thể hiện rõ đẳng cấp khác biệt của nó. Và với việc phải tụ lực, nó có thể tương đương với những phát bắn cách nhau của Sudven từ Kaoru Zoda, nhưng uy lực lại hoàn toàn trội hơn, nên vị trí thứ 9 hoàn toàn xứng đáng card deck của Ryuki. Đứng ở vị trí thứ 8 thật bất ngờ là Garven của Kaoru Fame. Cô ấy là người chỉ xuất hiện trong movie, mặc dù tạo hình của nó cũng na ná, cách vận hành là một chiếc khiên nhỏ gắn vào tay giống như Color Seesaw, nhưng tầm ảnh hưởng của nó lại vô cùng khác.
nên vị trí của nó mới cao hơn Kamen Rider Scizor tới hẳn 5 hạng. Đây là một khoảng cách vô cùng xa. Khi kích hoạt Garven, những đòn tấn công của kẻ thù khi tấn công vào cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất và để lại đó là một chiếc lông vũ. Cô ấy tạo ra một chiến trường dựa trên lông vũ để phòng thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Khi kẻ thù tấn công thì cô ấy sẽ biến mất, hóa giải hoàn toàn những đòn tấn công cận chiến dán vào người cô. Kèm theo đó là vũ khí Sword Van của ấy, là một chiếc thương hai đầu, là một vũ khí nhẹ tạo hình thon gọn phù hợp với phong cách chiến đấu, cũng như hai đầu sẽ tăng quy lực tấn công. Và đây cũng có thể là một trong những Sword Van áp đảo nhất nếu không so sánh với cặp song kiếm của Kamen Rider Odin với những gì mà cả hai vũ khí cơ bản mang lại. Bắt đầu từ vị trí thứ 7 trong video này sẽ là những lá bài có khả năng thay đổi cục diện, cũng như chỉ những rider đó sở hữu. Sword Van hay Garven rất nhiều rider có được, chỉ khác hiệu ứng của mỗi lá bài mà họ có mà thôi. Còn những lá bài này sẽ là độc nhất vô nhị. Và đáng buồn thay, nằm ở vị trí thứ 7 lại là cover được rất nhiều người thích, Oza. Mình đã tìm hiểu về bộ bài của Oza và nó có lá Steel Van, một lá bài khả năng ăn cắp sức mạnh mà người khác đang sở hữu. Nhưng mình hoàn toàn không thấy Oza sử dụng lá bài này trong series. Nếu mình đã bỏ qua phân cảnh đó, các bạn hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Còn lá bài làm nên thương hiệu của hắn ta, ngoài lá ký khế ước với quái vật mà hắn có hẳn 3 lá, nhưng lá bài này tất cả những rider đều có, chỉ có điều Oza có nhiều hơn những rider khác mà thôi. Tấm thực sự làm nên tên tuổi của hắn là lá bài Unite, giúp dung hợp 3 quái thú từ hai tên rider mà hắn ta đã sát hại, cũng như con rắn Venusnake của hắn, kết hợp cả 3 để tạo nên Xenosider, là quái thú đầu tiên cũng như duy nhất kết hợp được từ 3 quái thú với nhau. Đây là tạo hình cực kỳ ấn tượng nếu bạn đã từng xem về Kaoru Ryuki thời những năm 2000 giống mình. Một con quái vật cực kỳ ngầu và tàn ác, xứng danh với Kaoru Oza, một kẻ hung bạo và tấn công tất cả những ai ngáng đường hắn. Mặc dù mạnh như vậy nhưng nằm ở vị trí này là do không có quá nhiều quyết định trong việc chiến đấu. Nó chỉ mạnh khi nấy đã đánh bại được những rider khác và tập hợp thú của họ lại để tạo thành con quái thú cực mạnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn trong quá trình chiến đấu, vì nếu bạn không đánh bại được bất kỳ rider nào và người sở hữu tấm card deck này không phải là Oza sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những rider khác, gần như lá bài này vô nghĩa trong việc chiến đấu. Nhưng tất cả gì mình nói chỉ là lý do phụ. Thực chất lý do chính mà Oza nằm ở vị trí này là do anh mất đi lá Garven chỉ sử dụng được một lần của mình. Mất đi tấm chắn huyền thoại ấy, anh ấy đã không thể nào trụ vững trong top 5 mà chỉ xứng đáng nằm ở đây mà thôi. Kamen Rider Raya, kẻ sở hữu bộ bài nằm ở vị trí thứ 6. Tấm card làm nên thương hiệu của anh không phải là cọng roi được tạo ra Win Van để tét vào mông của Kamen Guy, mà đến từ tấm card Copy Van. Nó khả năng copy là những vũ khí của những rider khác sở hữu, tạo nên lợi thế cho anh ta trong việc chiến đấu. Điểm yếu lớn nhất của nó có lẽ là đến từ việc copy, chứ không phải là lấy cắp vũ khí giống như Steel Van, nên việc kẻ thù có vũ khí của mình cũng là một điều bất lợi. Đó cũng dẫn tới điểm yếu thứ hai của anh, liệu anh có khả năng sử dụng tốt vũ khí mà anh lấy từ kẻ thù hay không, và vũ khí đó liệu có phải là vũ khí mạnh hay không. Như lần anh lấy sức mạnh từ Strike Van của Kaoru Ryuki, là một trong những Strike Van cực kỳ mạnh, nhưng anh hoàn toàn cũng chả tạo được con rồng của Ryuki mà lại phải sử dụng chung rồng với anh ấy. Nếu anh ấy đang chiến đấu cùng với Ryuki thì đây là một pha cực lõ từ Kamen Rider Raya, vì anh hoàn toàn đã lấy một lá bài hết sức vô dụng. Mặc dù lá bài này cũng khá là hay khi trích lõ được kẻ thù, nhưng nó chỉ xứng đáng nằm ở vị trí thứ 6. Tấm card Re là tấm card làm nên thương hiệu của Kaoru Tiger. Mặc dù vũ khí của anh ấy cũng rất gì và này nọ khi khả năng tấn công ở cả hai tay với phạm vi tấn công khá cao, có thể đỡ một số đòn tấn công vì kích thước của vũ khí là vô cùng lớn, nhưng thương hiệu của anh được tạo nên từ sức mạnh đóng băng từ con hổ mà anh ấy sở hữu. Thường thì anh ấy sẽ đóng băng những micro monster kẻ thù, làm chúng gián đoạn hành động để ra tay đánh lén kẻ thù. Vì bản chất khi những rider sử dụng tới micro monster, họ đã có ý định dứt điểm đối phương. Khi micro monster của họ đột nhiên ngừng hoạt động sẽ là một đòn tâm lý cực kỳ lớn và hoãn lại việc hành động của họ. Đây là một thời cơ vô cùng thích hợp để một kẻ sở hữu sức mạnh của loài hổ nhảy ra để vồ con mồi khi chúng mất cảnh giác. Phong cách chiến đấu đầy ngoan giả như vậy cũng chỉ có thể đến từ Kaoru Tiger mà thôi. Nhắc tới Raya mà quên Guy, quả nhiên là một quyết định vô cùng sai lầm trong video của mình. Sức mạnh của Rai đến từ Strike Van, vũ khí vô cùng dài và nhọn gắn trên tay của mình. Thì nếu đối đầu trực tiếp với Kamen Rider Raya thì anh ta hoàn toàn sẽ bó tay. À, như nhầm, tấm card làm nên thương hiệu của Kamen Rider Guy, Confide Van,
Nó giúp anh phá hủy cả những vật triệu hồi, bao gồm cả vũ khí hay thậm chí là những micro monster cũng hoàn toàn bị nó triệt tiêu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới rider đối thủ khi đối mặt với Cowboy Guy. Họ sẽ mất đi lá triệu hồi quái thú. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới tấm Final Vent khi họ thực hiện động tác cùng với Micro Monster của mình. Vì lá cạc vô cùng hữu hiệu khi có thể tác dụng lên cả vũ khí, cả Micro Monster kẻ thù, nên ấy xứng đáng nằm ở vị trí thứ tư. Trong top 3 là lá bài Clear Van của Coravelli. Hắn ta là kẻ xuất hiện trong movie của Ryuki. Micro Monster ký hiệp ước với hắn là con tắc kè. Vũ khí của hắn là một chiếc yo-yo tạo hình giống lưỡi tắc kè khi khả năng co đi giãn lại và tấn công ở phạm vi tầm trung. Là một điều hết sức đặc sắc khi chỉ là một rider xuất hiện trong một bộ movie ngắn chứ không phải trong toàn bộ series Ryuki. Và tấm cạc mình vừa nói tới sẽ làm nên thương hiệu của hắn là Clear Van, giúp hắn tàn hình trước mặt kẻ thù và tấn công họ một cách bất ngờ. Không nhìn thấy nghĩa là hắn ta là vô địch trong khoảng thời gian này. Không phải sử dụng để trốn chạy như Kamen Rider DN, hắn trực tiếp tấn công kẻ thù khi đang vô hình mà họ vẫn chẳng hề thấy hắn. Một kẻ sở hữu được sức mạnh của Micro Monster là một kẻ vô cùng nguy hiểm và xứng đáng nằm trong top 3. Thứ hai, thật bất ngờ là Camera Knight. Vì anh ấy có một bộ khạc vô cùng khó chịu. Mặc dù phải xuất hiện từ đầu phim nên khá nhiều cảnh anh ấy bị ăn hành. Nếu quá mạnh sẽ làm lu mờ Ryuki cũng như những rider khác. Nhưng bộ bài của anh ấy là thứ không hề có bất kỳ điểm nào để chơi, trừ việc nó thiên về cận chiến. Một người thường chỉ có một tấm cạc đặc biệt làm chủ đạo thì anh ấy có hẳn hai tấm. Đó là Strict Van lẫn Nasty Van. Nasty Van là một lá bài triệu hồi quái thú và Micro Monster dơi của anh ấy sẽ phát ra sóng siêu âm làm nhiễu kẻ thù khiến chúng bị choáng trong khoảng thời gian ngắn. Nó rất có lợi thế trong việc chiến đấu cũng như giải thoát anh ấy khỏi vòng vây. Tất nhiên thì tấm này cũng sẽ có thể bị khắc chế bởi Confine vì nó là triệu hồi nên Micro Monster. Nhưng anh ấy vẫn còn một trick lõ phía sau là Trick Van. Không phải nhân 2, nhân 3 mà thậm chí là nhân ra 6 người để tấn công kẻ thù. Những phân thân này cũng có thể bị đánh như người bình thường và khi anh ấy bị tấn công thì những phân thân này sẽ biến mất. Nhưng như mình đã nói, Knight là rider xuất hiện từ đầu nên anh ấy hơi phế. Nếu là một rider về sau sở hữu thì nó thật sự là một bài vô cùng chất lượng khi có từ vũ khí cho đến cả hai tấm cạc có thể lật ngược thế cờ và áp đảo kẻ thù hết sức đơn giản. Đứng đầu trong tất cả những rider cũng như có bộ bài với lá bài mạnh nhất trong tất cả. Không tính ba lá survive mà hắn sở hữu, Kaoru Odin cũng có những lá bài hết sức chất lượng. Source Van của hắn cũng là cặp song kiếm sở hữu lửa và gió, cùng với đó là tấm khiên bất hoại từ Garven. Tất cả chỉ là làm nền cho lá của vị vua Odin, kẻ cai trị thời gian. Time Van có rất nhiều lời đồn thổi khi hắn ta khả năng điều khiển cũng như phân tách thời gian. Nhưng việc mà tấm cạc này sử dụng hữu hiệu nhất là tua ngược về một thời điểm nào đó trong quá khứ, giúp hắn ta thay đổi được thực tại. Trong chiến đấu, nếu thay đổi được quá khứ là kết quả của trận chiến cũng hoàn toàn bị hắn ta nắm chặt trong tay. Là kẻ sở hữu tất cả những sức mạnh bá đạo nhất, cũng như tấm cạc khả năng lật ngược lại thế cờ, hắn ta xứng đáng là coverer mạnh nhất. Nếu không có một số yếu tố bất ngờ trong trận chiến thì khó có kẻ nào có thể đánh bại được Kaoru Odin, một vị thần thật sự trong thế giới gương. Đây là bảng xếp hạng của riêng cá nhân mình, nên tất nhiên các bạn hãy đóng góp ý kiến ở phần bên dưới nếu các bạn có bảng xếp hạng khác so với mình nhé. Và mình chỉ mới xem lại Kaoru Ryuki dạo thời gian gần đây nên không tránh khỏi những chi tiết có thể bị bỏ sót. Các bạn cũng hãy comment để góp ý cho video của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mời các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Riding On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top rider nào hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Riding On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.